kiến nghị sớm mở lại các khu cách ly bệnh viện dã chiến. Hai con đứng ngoài hàng rào tiễn biệt mẹ. Nhậu say, thanh niên đổi xe cũ lấy xe mới. Ngăn cản cô gái định nhảy cầu, hai thanh niên đưa hàng loạt lý do hài hước. Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ sắp xuất hiện. Như Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 14 tháng 11 của Sài Gòn TV. Ngay bây giờ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách giải tỏa căng thẳng sau dịch bệnh. Do đó, Sở kiến nghị thành phố cho phép mở rộng các hàng quán được phục vụ đồ uống có cồn. Đề xuất trên được nêu ra trong buổi họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố Hồ Chí Minh với các quận huyện và thành phố Thủ Đức sáng ngày 13 tháng 11. Sở Công Thương nhận định thành phố Thủ Đức và quận 7 đã triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát không để phát sinh các vấn đề tiêu cực khi thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn. Đồng thời, hai đơn vị cũng đề xuất cho phép mở rộng và kéo dài thời gian thực hiện hoạt động trên. Xét các yếu tố về bao phủ vaccine, sức khỏe tinh thần, Sở Công Thương đã lấy ý kiến của một số chuyên gia. Từ đó nhận thấy việc ngồi cùng bạn bè cũng là cách thức giải tỏa căng thẳng, tác động tiêu cực từ dịch bệnh. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho phép các quán ăn có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn thành phố được hoạt động trở lại trong điều kiện có kiểm soát. Các quán ăn này phải đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, khách hàng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố Thủ Đức được giao xem xét, đánh giá, quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho phép hoạt động kinh doanh trên. Cũng tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận huyện và thành phố Thủ Đức về tình hình dịch COVID-19, Sở Y tế thành phố kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung điều trị. Trong 7 ngày vừa qua, một số địa phương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có số F0 tăng cao, gồm thành phố Thủ Đức, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, các quận Bình Tân, 12 và Gò Vấp. Ghi nhận trong 3 ngày gần đây, huyện Bình Chánh và Hóc Môn là hai nơi có nhiều trường hợp dương tính COVID-19 nhất. Hóc Môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống. Riêng Bình Tân và Gò Vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang. Các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng cao, bao gồm quận 10 và huyện Nhà Bè. Về tình hình thu dung điều trị, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, số F0 cách ly tại nhà có xu hướng tăng. Các ca chuyển nặng cần nhập viện có xu hướng giảm và ở mức thấp. Ngoài ra, số trường hợp thở máy xâm lấn duy trì ở mức ổn định, các ca thở máy không xâm lấn và thở oxy có xu hướng giảm nhẹ. Sở Y tế kiến nghị Ban chỉ đạo sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung điều trị F0. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp cảnh hai con đứng ngoài hàng rào, nhìn vào đám tang mẹ trong nhà. Bức ảnh thời khắc chia tay sinh tử đã lay động hàng triệu con tim. Tại đám tang của cụ bà LTT sinh năm 1943 ở Nghệ An, trong tiếng kèn trống, nhiều người thân tề tựu đội vành khăn tang, xếp hàng, nhìn mặt người đã khuất lần cuối. Ở phía đằng xa, ngoài hàng rào có đôi vợ chồng đi cả ngàn cây số từ miền Nam về dự đám tang nhưng không được vào. Cả hai là con của bà cụ. Quãng đường cách trở, họ đi trong sự gấp gáp vội vàng, ước mong sẽ kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng do quy định cách ly, họ không thể vào, đành đứng từ hàng rào gai mà nhìn vào bên trong, nơi có người mẹ họ thương yêu nhất nằm đó. Nhìn đôi tay bấu chặt vào hàng rào là đủ biết họ đau xót, nuối tiếc đến nhường nào. Nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu sao họ đã về, làm tròn bổn phận của một người con. Sự xuất hiện ấy sẽ giúp cho cụ bà cảm thấy an ủi nơi chín suối, một người bình luận trên mạng xã hội. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 11 tháng 11, tại một bệnh viện ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra sự việc một cán bộ công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã có lời nói thóa mạ, thậm chí chĩa súng đe dọa nhân viên y tế khi nhân viên này nhắc nhở đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 23 giờ 21 phút tối 11 tháng 11, đồng chí Ngọ nhận được chỉ đạo của công an huyện Lâm Hà để công tác theo chuyên án ma túy của ngành. Nhưng khuya hôm đó, sức khỏe của vợ con đồng chí không được ổn, có thể nói là khẩn cấp nên đồng chí Ngọ lái xe về đưa vợ con lên bệnh viện. Khi bước vào sảnh bệnh viện, cán bộ công an huyện Lâm Hà bị nhân viên y tế nhắc nhở đeo khẩu trang.
Thay vì tuân thủ, anh Ngọ lại tức giận, có lời lẽ thô tục, chửi bới và nghi súng đe dọa hai nhân viên y tế. Được biết, khẩu súng anh Ngọ dùng là khẩu súng bắn đạn hơi cay được trang bị đi công tác. Vì công an huyện Lâm Hà đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với anh Ngọ, đồng thời củng cố hồ sơ chuyển báo cáo giám đốc công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định. Lái xe đường dài, các tài xế thường gặp những tình huống bất ngờ, nhất là vào ban đêm thanh vắng. Những vị khách vô tình xuất hiện trên đường có thể khiến tài xế giật mình. Mới đây, một bác tài hoảng hồn khi thấy em bé đạp xe đạp giữa đèo trong đêm. Tài xế này đã phản ứng ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Tài xế Duy Hoàng khi đang đi trên đèo Krono Đắk Lắk thì phát hiện một đốm sáng nhỏ phía trước. Hóa ra đó là một cậu bé đi xe đạp, trên đầu đeo một chiếc đèn soi ếch. Trên đầu xe, cậu bé treo một túi ni lông đen, có lẽ là chiến lợi phẩm của buổi đi bắt cá, bắt ếch đêm. Phát hiện ra xe tải phía sau mình, cậu bé ngoái lại nhìn rồi co cẳng đạp. Xe tải càng tới gần, cậu bé càng cố đạp thật nhanh khỏi đường đèo vắng tanh. Anh Duy Hoàng đã quay lại cuộc rượt đuổi thú vị này và đăng lên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa, không chỉ bởi sự hồn nhiên của em bé mà còn vì cách xử trí của tài xế. Anh đã đi chậm chậm phía sau soi đèn cho cậu bé qua đoạn đường tối đến khi bé về đến nhà an toàn. Tài xế tiết lộ có ý định mời em bé lên cabin trở về nhà cho nhanh, nhưng xe tải cứ lại gần thì em bé lại càng đạp căng hơn. Anh nghĩ cậu bé sợ xe tải vượt lên trước, bé sẽ phải đi trong bóng tối, nên cố đạp nhanh ở phía trước xe tải. Anh cũng ngại người nhà hiểu lầm anh bắt cóc trẻ em, nên đã chọn cách soi đường cho bé về nhà. Mới đây nhất, cư dân mạng lại được dịp tròn xoe mắt ngạc nhiên khi xem đoạn clip ghi lại hành động lạ của một cặp đôi bên lề đường. Cụ thể là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đoạn clip ghi lại, không hiểu vì lý do gì, cặp đôi này đã dựng xe trên lề đường rồi cùng nhau nằm ngay trên vỉa hè. Cả hai chân nọ gác lên chân kia rồi cùng bấm điện thoại. Chứng kiến cảnh tượng này, không ít người đi đường cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến bình luận hài hước về hành động lạ của cặp đôi thì cũng không ít ý kiến góp ý về hành động này. Theo đó, có người cho rằng việc họ yêu nhau và thi thoảng có những việc làm không giống ai cũng không thành vấn đề, miễn là họ thấy vui và hạnh phúc là được. Trái lại, nhiều người lại cho rằng dù là yêu nhau đi chăng nữa cũng không nên bất chấp làm những điều ngớ ngẩn. Đoạn clip với tiêu đề Division 2011 mà về nhà SH Mode 2020 gần đây đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể là một thanh niên say rượu dắt nhầm xe máy xịn về nhà, sợ bị nghi ngờ là trộm, người nhà của anh hối hả đẩy xe đến quán nhậu tìm chủ nhân để trả lại. Mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Trong clip, một thanh niên ở Đà Nẵng khi đi nhậu với bạn bè thì đi xe máy Vision cũ. Thế nhưng khi về nhà lại phát hiện ra đã dắt nhầm một chiếc xe SH Mode, còn chiếc xe chính chủ vẫn đang ở tại quán. Và thế là người thân của thanh niên đã hỗ trợ anh chàng tức tốc dắt chiếc xe SH Mode ra quán để trả lại cho chủ nhân, mang chiếc xe ca tang của mình về. Thật may quán cách nhà không quá xa nên khi đến nơi, chính chủ xe SH Mode còn chưa phát hiện bị người khác dắt nhầm xe. Đưa chiếc xe xịn vào vị trí cũ, thanh niên vội vàng nổ máy chiếc xe cũ của mình trở về nhà. Đoạn clip thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt tương tác của cư dân mạng. Nhiều người hài hước cho rằng rất may là chủ xe chưa phát hiện, nếu không thì sẽ tịnh ngay mà lấy vàng. Một đoạn clip khác cũng được chia sẻ rầm rộ trong thời gian gần đây. Đó là câu chuyện về những người đàn ông giải cứu và khuyên can một cô gái muốn nhảy cầu tự tử bằng những lý do vô cùng hài hước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong clip, một cô gái mặc váy hoa đi chơi trần đang rất bức xúc với một số người đàn ông. Lý do là vì những người này đang tìm mọi cách để ngăn cản không cho cô nàng nhảy cầu tự tử. Những người đàn ông khuyên can đưa ra những lý do hài hước. Một lúc sau, lực lượng chức năng đã tới giải cứu cô gái. Hai người đàn ông đã bàn giao lại cho công an. Được biết, thời điểm đó các anh đang làm công trình gần đó, thấy cô gái có biểu hiện muốn nhảy cầu nên đã kịp thời tới can ngăn, mong cô bình tĩnh. Những câu nói hài hước chỉ dọn với mục đích câu giờ là phân tâm cô gái đang trong lúc tâm trạng rối ren của hai người đàn ông đã được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt tình. Đoạn clip vẫn đang rất thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng động viên cô gái không nên vì bất cứ chuyện gì mà buông bỏ mạng sống của mình, đồng thời cảm ơn những người đàn ông nhanh trí và tốt bụng trong clip. Thưa quý vị, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp là cặp nghệ sĩ xiếc tài năng của Việt Nam. Và sắp tới đây, ngày 23 tháng 12, cặp anh em này sẽ có mặt tại Tây Ban Nha để phá vỡ kỷ lục Guinness mới với tiết mục Chồng Đầu Giữ Thăng Bằng vượt qua 100 bậc thang trong thời gian ngắn nhất ở nhà thờ Girona.
Hai tuần vừa qua, anh em Quốc Cơ Quốc Nghiệp đã bắt đầu tập luyện trở lại. Vì lâu ngày không tập nên những ngày đầu tập lại mọi thứ đều rất khó khăn. Nhưng ở thời điểm hiện tại mọi thứ đã bắt đầu vào nhịp. Từ nay cho đến ngày lên đường sang Tây Ban Nha, cả hai sẽ có hơn 30 ngày để tập luyện và chuẩn bị mọi thứ. Mục tiêu đặt ra của hai nghệ sĩ là sẽ thực hiện thành công 100 bậc thang dưới 1 phút, phá vỡ kỷ lục của chính mình. Trước đó, Quốc Cơ Quốc Nghiệp từng phá vỡ kỷ lục Guinness với tiết mục chồng đầu giữ thăng bằng bước qua 90 bậc thang của nhà thờ Girona trong vòng 52 giây. Sự kiện này từng gây chấn động và được hàng loạt báo chí trong và ngoài nước ca ngợi. Như vậy, lần này họ sẽ phải phá vỡ kỷ lục do chính mình đã lập nên từ 5 năm trước tại cùng một địa điểm. Sắp tới đây, vào ngày 19 tháng 11, những người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực một phần, được cho là dài nhất thế kỷ, với thời gian dự kiến kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, nguyệt thực lần này sẽ kéo dài khoảng 3 giờ 28 phút 23 giây, dài hơn nhiều so với nguyệt thực toàn phần năm 2018. Ở thời điểm nguyệt thực cực đại, mặt trăng sẽ bị che phủ 97%, có thể chuyển sang màu đỏ đậm. Trăng tròn tháng 11 còn được gọi là mặt trăng hải ly vì những con hải ly đang chuẩn bị cho mùa đông. Do đó, sự kiện nguyệt thực lần này còn được gọi là nguyệt thực Beaver Moon. Trước đó, người yêu thiên văn có cơ hội chiêm ngưỡng ngôi sao băng Leonic dự kiến đạt cực điểm vào đêm ngày 16 và 17 tháng 11. Đây là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất 15 sao băng một giờ tại thời gian cực đỉnh. Hàng trăm năm qua, ngôi làng Sơn Long Quan luôn bị cô lập ở vùng núi tỉnh Sơn Tây Trung Quốc. Đường đi lại vô cùng khó khăn hiểm trở. Chỉ có một nhóm nhỏ những người làm nông sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ đã dành 15 năm để tạo ra con đường xuyên qua núi đá. Trước năm 2000, muốn đi ra thành phố, người dân Sơn Long Quan phải di chuyển vòng qua 8 thị trấn ở 3 tỉnh khác nhau. Thậm chí, họ phải liều mạng leo lên những chiếc thang hẹp nguy hiểm để đến một con đèo dốc. Đến một ngày, dân làng quyết định rằng mọi thứ phải thay đổi. Họ lên kế hoạch xây dựng con đường để đi lại. Bao quanh ngôi làng Sơn Long Quan là các ngọn núi, người dân địa phương phải đào xuyên qua đá để kết nối với phần còn lại của Trung Quốc. Công việc xây đường xuyên núi khó khăn, họ phải sử dụng búa, đục từng khối đá, vô cùng gian nan và tốn nhiều thời gian. Con đường do người dân Sơn Long Quan xây dựng dài 1.526 mét, nhưng họ đã phải mất khoảng 15 năm để hoàn thành. Công việc bắt đầu vào năm 1985 và chỉ kết thúc vào năm 2000. Con đường không quá dài nhưng vô giá, đã mở ra cánh cửa du lịch, thương mại và là chìa khóa giúp cho người dân Sơn Long Quan kết nối với mọi người từ nhiều khu vực khác nhau. Ngày nay, hơn 60% trong số hơn 700 dân làng tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch. Vẻ đẹp tự nhiên của ngôi làng thu hút khách du lịch. Lấy cảm hứng từ trò chơi Lego, công ty kiến trúc Ukraine Akimatica đã thiết kế lại những tòa nhà cũ kỹ xám xịt tại thị trấn Comfort. Giờ đây, các tòa nhà được sơn lại bằng nhiều màu sắc bắt mắt, khiến cảnh quan chung của thủ đô Kiev của Ukraine trở nên sôi động và tươi sáng hơn nhiều. Ý tưởng này được triển khai nhằm thu hút mọi người di chuyển đến sống ở đây. Các nhà thiết kế Dmitry Vasilev, Alexander Popov và Olga Afiorova đã biến khu dân cư có diện tích 46 hecta thành những khối Lego bắt mắt. Bên trong khu ngoại ô là các quán cà phê, cửa hàng văn phòng, một trung tâm thể thao ngoài trời khổng lồ và 8.500 căn hộ. Màu sắc tươi sáng đã khiến người mua nhà đổ về khu vực này. Hồi tháng 2 năm 2020, có hơn 200 căn nhà được bán mỗi tháng, cao nhất cả nước. Hiện có hơn 20.000 người sống ở thị trấn Comfort. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.